Ả Rập Xê Út vừa công bố kế hoạch thu hẹp thâm hụt ngân sách năm 2016 bằng cách cắt giảm chi tiêu và thúc đẩy doanh thu từ những nguồn khác ngoài dầu mỏ. Tài chính của Ả Rập Xê Út những năm gần đây bị ảnh hưởng mạnh bởi giá dầu giảm. Chính phủ nước này đã lên kế hoạch hỗ trợ ngành năng lượng và tăng thu nhập từ thuế và cổ phần hóa. Hôm thứ Hai, Bộ Tài chính Ả Rập Xê Út vừa công bố kế hoạch ngân sách năm 2016, đánh dấu sự thay đổi lớn về chính sách kinh tế của quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới trong hơn một thập kỷ qua, theo kế hoạch này, Ả Rập Xê Út sẽ không thể trông chờ vào sự phục hồi sớm của giá dầu trong tương lai gần, mà phải chuẩn bị tâm lý cho tình trạng giá dầu sẽ tiếp tục lao dốc trong vài năm tới. Hồi tháng 10, quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã cảnh báo Riyadh sẽ cạn tiền trong 5 năm tới nếu không thắt chặt chi tiêu. Thâm hụt ngân sách của Ả Rập Xê Út đã lên đến 98 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015, tương đương 15% GDP của cả nước trong năm sau, mục tiêu của nước này là giảm thâm một ngân sách xuống còn khoảng 87 tỷ đô la Mỹ. Ngân sách năm sau cũng sẽ bị thu hẹp lại 14%, chỉ còn 224 tỷ đô la Mỹ.